Dạ vâng, cửa hàng Novoco Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em thì lên cho các bác mới về được một con cưa siêu phẩm luôn các bác nhé. Cưa tay cụt Sittin 020T này. Đó. Một máy cưa tay cụt hàng bãi của Đức các bác nhé. Đó. Máy móc cực kỳ đẹp, con này thì rất là khó để lựa chọn về được để bán hàng các bác nhá. Đó, lâu lâu mới có được một con như thế này thôi. Máy móc cực kỳ đẹp. Đó. Tuyển lựa chất lượng đầy đủ cho các bác nhá. Thắng xích thì đầy đủ nguyên này. Đó. Thắng xích thì đầy đủ nhá. Con này thì rất phù hợp về cho các bác nào mà xài đảm bảo chuyên nghiệp thì lựa chọn một em này là quá hợp lý nhá. Đó, hàng hệ, săn hàng rất là hiếm hàng. Đó. Máy móc cưa tay cụt rin nguyên bản 100% nhá, hàng chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Đó, làm xích thì đầy đủ này các bác, làm xích chuẩn rin của nó nhá, mắt xích thì còn to bản nguyên. Khi em đánh giá thì có cái sợi xích này của nó thì nó tầm khoảng 80-90% nữa. Đó, còn làm xích làm của nó thì rin của nó luôn các bác nhá. Đó, làm rin của nó luôn này, mã số đàng hoàng. Con này có mã số luôn các bác nhá. Đó. 2969902. Đó. Made in Germany. Cửa tay cụt Estin 020T. Đó. Con này thì cực kỳ đắt khách, mà trên thị trường Việt Nam thì em nghĩ là lựa được những dòng như thế này mà cực kỳ hiếm luôn các bác nhá. Đó, và các bác nào muốn tham khảo giá thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929 thì em sẽ báo giá cho các bác nhé. Đó. Hoặc là kết bạn qua Zalo cho em cũng xài Zalo số đấy luôn. Số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Đó. Đảm bảo cho các bác luôn. Đó, máy cưa rin nguyên bản 100% chưa hề thay thế bất kỳ linh kiện gì cả. Đó. Bao biếc nòng bạc chưa bung. Máy móc cực kỳ đẹp, hàng tuyển. Vâng, thì bây giờ thì em sẽ giật test nổ cho các bác nghe tiếng máy của nó luôn các bác nhé. Đó. Đây. Hàng tuyển, nổ cực kỳ vip luôn các bác nhá. Tính động cơ của em nó thì em nghĩ là không còn phải lăn tan gì nữa rồi. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Rồi em chào các bác nhá, hẹn các bác ở video sau.